Chào các bạn, lại là mình đây. Hôm nay các bạn cảm thấy tốt hơn không? Những bạn nào đã áp dụng các phương pháp CBT, Havening và các phương pháp mình chia sẻ thì các bạn có thấy tốt không? Nếu các bạn thấy tốt thì các bạn hãy comment phía dưới. Các bạn hãy ghi nhớ những cái sự tốt lên của mình hàng ngày nhé, để chúng mình cùng nhau đồng hành hồi phục lại sức khỏe của mình. Trong cái tiến trình chinh phục những cái gì mình đang gặp phải. Trước khi mình làm video mới, mình xin chia sẻ với các bạn thế này nhé. Ngày xưa khi mà mình gặp những cái hội chứng này thì mình có nói với một cái người mà họ nói là họ có thể chữa khỏi cái triệu chứng này cho mình ấy. Mình nói là thế này này, lúc đó là thật ra là mình không phải là giàu có gì nhé. Mình không phải là giàu có gì hết, nhưng mà mình cảm thấy là nó lấy đi của mình quá nhiều cơ hội và mình đã phải dừng lại rất nhiều cái việc mình muốn làm Mình nói là nếu mà anh mà chữa khỏi những cái triệu chứng này cho em tặng anh 100 triệu. Tại vì đó là khả năng của em. Nhưng mà chỉ cần khỏi thôi là em sẽ gửi anh 100 triệu. Tại vì các bạn biết sao không? Tại vì mình đã đi qua rất nhiều cái bệnh viện, uống thuốc Đông Tây Nam Bắc các kiểu và không không đạt được kết quả. Mình không phủ nhận những cái chuyện đó, nhưng mà đó là kinh nghiệm của mình, cho nên mình nói là mình nói trên cái kinh nghiệm của mình nhé. Rồi mình gặp một trường hợp nữa ghê gớm hơn. Có một anh đó cũng gặp những cái vấn đề như mình. Anh đã nói là nếu cái người đó mà chữa khỏi cho anh ấy, anh đã tặng 1 tỷ, vì anh là một người cực kỳ giàu có có điều kiện, và anh mới 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 nói như vậy á. Và câu chuyện là khi mà nó diễn ra thì anh ấy và mình đều không đạt được kết quả Thì đó đó là những cái mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Cho nên ấy, là sau này ấy, thì anh ấy đã đỡ, bởi vì anh ấy tiếp cận được một cái phương pháp của anh ấy, là anh nó thiền tập rồi thể dục này kia và các phương pháp riêng của anh ấy thì anh kêu là đỡ rồi. Ok, nói chung là bây giờ anh nó cảm thấy là cuộc sống của anh ấy là bình thường. Thì anh ấy chia sẻ, tại vì lâu lâu anh em cũng nói chuyện với nhau như thế, nhưng mình không có tiếp cận sâu, cho nên mình không không có hỏi thăm. Nhưng mà anh ấy vẫn luôn động viên mình là em hãy cứ thoải mái, em hãy cứ sống thoải mái vào, mọi thứ nó sẽ qua đi Thì bây giờ mình mới nói các bạn là các bạn rất nhiều các bạn hỏi mình là cái bệnh này nó đấy, các bạn hỏi là cái bệnh này là nó có khỏi 100% hay không. Thì mình mới trả lời các bạn ấy là cái này nó không phải là một cái bệnh, nó là một cái triệu chứng thôi, nó là một cái hội chứng thôi. Thì các bạn hãy hãy xem nó là một cái hội chứng. Còn cái việc hồi phục là nó như thế nào? Đấy, thì bây giờ mình chia sẻ này, hồi phục là như thế nào? 100% nghĩa là như thế nào? Thì các bạn đang nghĩ như vậy này, khi mà mình hồi phục 100% á là thế này, là các bạn không còn những suy nghĩ tiêu cực nữa. Các bạn không còn lo lắng gì nữa, và trong người các bạn không còn cảm thấy mệt mỏi gì nữa, không còn cảm thấy đau nhức, hay là tất cả những cái gì các bạn đang gặp đây là các bạn nó đều biến mất hết. Thì mình nên chia sẻ là các bạn hiểu vậy là các bạn hiểu sai ha. Các bạn hiểu sai cái sự hồi phục là nó là như thế nào. Thì để mình nói cho các bạn nghe là cái sự hồi phục là như thế nào nhé. Cái sự hồi phục á là không phải là sự biến mất của lo lắng, không phải là sự biến mất của sợ hãi, không phải là sự biến mất của những triệu chứng các bạn đang gặp phải, mà là thế này. Tức là khi mà các bạn mà chưa gặp những cái vấn đề như này á, thì các bạn vẫn lo lắng, các bạn vẫn sợ hãi, các bạn vẫn gặp những cái triệu chứng này kia kia nọ xuất hiện trên cơ thể của các bạn. Nhưng lúc đó cái đầu của các bạn không có focus vào để nghĩ tiêu cực. Đấy, các bạn phải nhận 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 biết rõ cái điều này. Tức là không phải là tất cả mọi thứ biến mất, mà các bạn có một cái thái độ khác về những việc đang diễn ra, và nó quay cái thái độ đó nó trở lại ban đầu khi các bạn chưa gặp triệu chứng này. Ngày xưa ấy, các bạn có thể là các bạn gặp một cái triệu chứng gì đó, ví dụ như các bạn có thể bị đau đầu đúng không? Nhưng bây giờ các bạn thấy các bạn đau đầu là các bạn nghĩ ủa sao mà cái đầu của mình nó bị làm sao? Khi mà chưa gặp triệu chứng các bạn cũng mệt, các bạn làm các bạn cũng mệt thôi, đúng không?
Nhưng mà cái mệt đó nó sẽ qua đi, thì các bạn không có bám víu nó vào trong người của mình, thì các bạn nghĩ là à, nó sẽ qua đi đấy. Và khi các bạn tim các bạn đập nhanh hay là một cái vấn đề gì đó thì mọi thứ nó cũng qua đi. Mà nó qua đi được vì sao? Vì cái nhận thức của các bạn lúc đó là các bạn không có bám víu vào nó. Cái việc bám víu này và đặt cái câu hỏi đó nó lặp đi lặp lại là sinh ra những cái mà các bạn đang phải chịu đây. Thật ra ví dụ như thế này, bây giờ các bạn có những cái triệu chứng rất là lạ lùng ha. Ngày xưa ví dụ như là các bạn mọc một cái mụn, rồi trẻ các bạn như vậy, các bạn mọc một cái mụn ở đâu đó, ở đây, ở ngực hay ở trong miệng, các bạn không nghĩ gì hết, rồi nó sẽ qua đi. Nhưng bây giờ có một số bạn đó, chỉ cần mọc một cái mụn lên đó, là nghĩ mình bị bệnh gì, đúng không? Đó, đó là một cái rất lạ lùng. Cho nên các bạn hãy hãy nhớ là không phải là sự biến mất của suy nghĩ tiêu cực, những lo lắng, những sợ sệt, những cái triệu chứng gì đó trên cơ thể, mà là các bạn đối diện với những cái đó nó hoàn toàn như ngày xưa, nó ok như ngày xưa vậy đó ha. Cho nên là các bạn phải hiểu được cái chuyện này. Cho nên á, khi mà các bạn hiểu được chuyện này thì các bạn phải làm sao, các bạn tập cái CBT á nó sẽ tốt hơn, chứ không phải là nó biến mất. Tại vì thế này, cái cơ chế của lo lắng, của sợ hãi và những cái gì trên thân thể của mình nó phản ứng á, là đó là một cơ chế phòng vệ tự nhiên của cơ thể nha. Và cái cơ chế này rất là tốt nha. Ví dụ như bây giờ nha, có một cái mối nguy hiểm nó ập tới, đúng không? Mà bây giờ các bạn đờ ra như khúc gỗ, không có cái gì hết, thì cơ thể các bạn không phản ứng, thì có thể nó xảy ra nguy hiểm với các bạn. Đó, ví dụ như các bạn gặp một con hổ nó tấn công các bạn phải sợ chứ. Thì cái chuyện đó là chuyện rất là bình thường, hay là có một cái gì đó nó đưa đến cho các bạn phải có những phản ứng. Nhưng mà cái cách của các bạn phản ứng ấy nó khác nha, nó khác, tức là nó không như bây giờ các bạn đang phản ứng đó. Cho nên các bạn hãy nhớ lấy là đặc điểm của sự phục hồi là như thế nào ha. Thì các bạn có khẳng định được á, thì các bạn mới ghi nhận những cái tiến bộ của mình hàng ngày được ha. Các bạn hãy ghi nhận những sự tiến bộ hàng ngày, hàng ngày, hàng ngày, hàng ngày, hàng ngày đó. Thì đó, thì cái cơ chế này nó sẽ báo động một cách chính xác, suy nghĩ này nó sẽ chính xác, cái suy nghĩ của bạn nó không lệch lạc đây ha, nó sẽ là chính xác. Và khi mà cái suy nghĩ chính xác ấy, thì nó sẽ ra một cái phản ứng chính xác đó, và làm cho bạn cảm thấy nó bình an, nó không phải là những cái khó khăn như bây giờ nữa đó. Thì đó là cái đầu tiên thì mình mới nói là đó là quan điểm của sự phục hồi nhé. Đấy, cho nên các bạn phải nhớ để làm gì, để đừng bao giờ mà vươn tới lên một cái gì đó mà nó lạ lùng, hay là nó ngoài cái điều không thể. Ví dụ như là một cơ thể con người không thể không lo lắng, không thể không sợ hãi, không thể không có cái này cái kia được, nó sẽ có, nhưng mà bạn quản lý nó được, nhớ nhé, mình quản lý nó được ha. Cái việc quản lý nó rất là quan trọng đấy. Thế tiếp theo là mình sẽ nói thêm về cái này. Thế bây giờ có một số bạn á, thì khi mà gặp những cái triệu chứng này á, thì các bạn luôn luôn có một cái sự suy nghĩ về này: ồ, tại sao nó lại xảy ra với mình, tại sao nó lại xảy ra với mình, đúng không? Thế bây giờ các bạn quá quá để ý vào cái chuyện là tại sao nó lại xảy ra với mình, và các bạn đau khổ với cái chuyện đó thôi. À, bây giờ mình hỏi các bạn là nếu mà nó không xảy ra với các bạn, hoặc nó không xảy ra với chính bản thân mình, thì nó xảy ra với ai? Mình nghĩ là nó có thể xảy ra với người thân của mình không, hay là một ai đó mình không quen biết, đúng không? Thì cái suy nghĩ đó thì rất là ích kỷ và vô lý. Cho nên là các bạn phải nhớ là nó có thể xảy ra với bất kỳ ai. Và ở bên Mỹ nha, khoảng 7 triệu người gặp những cái vấn đề về tâm lý như thế này. Cho nên là cái việc nó xảy ra với ai á là bình thường thôi, và đừng bao giờ đau khổ hay buồn bực vì cái chuyện là nó làm sao nó lại xảy ra với mình, đừng dằn vặt với cái chuyện đó nữa. Nó xảy ra với ai cũng có thể hết ha, và nó xảy ra với mình là cũng bình thường thôi đó. Cho nên là đừng nghĩ theo cái cách đó nữa đấy, và các bạn phải nghĩ theo cách này này: à, nó đã xảy ra với mình và mình chấp nhận nó. Mình chấp nhận nó để làm gì? À, mình chấp nhận nó để mình hiểu nó, mình học, mình tìm cách, mình vươn lên, mình hành động, mình thoát ra khỏi những cái triệu chứng này, và mình hồi phục lại như ngày xưa. Đó là cái mấu chốt, là đừng bao giờ tự dằn mặt mình, đừng bao giờ nghĩ lại quá khứ mà tiếc nuối ha. Tại vì á,
ai cũng có một cái vấn đề cả, không vấn đề này thì vấn đề khác. Thì bây giờ bọn mình gặp cái vấn đề này ấy, thì cũng đừng dằn vặt về chuyện đó, và hãy cố gắng tìm cách để vươn lên, tìm cách học hỏi, vươn lên và phục hồi. Đấy, đó là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai nữa là mình nhận thấy thế này, khi mình chia sẻ cho các bạn những cái phương pháp mà mình biết được, mình thực hành trên bản thân của mình và mình đạt được kết quả, thì khi mình chia sẻ thì có nhiều bạn là vào thì hỏi mình: ôi bây giờ cái này phải làm sao, cái này phải làm sao. Mình hỏi, mình nói các bạn là các bạn hãy xem hết clip đi, hãy học như một môn học mới vậy đó ha. Nhưng mà sau khi mình hỏi lại thì các bạn không biết, các bạn chưa chưa từng xem, tức là các bạn không có học. Nhưng các bạn phải nghĩ, các bạn cứ nghĩ vậy này: à bây giờ có một cái phương pháp nào đó mà nó ăn liền vậy đó, tức là mình nói một cái á thì nó ok. Và mình khẳng định, đến bây giờ mình vẫn khẳng định, ai mà nói là làm gì đó cho mình khỏi trong vòng một thời gian nào đó, mình vẫn sẵn sàng gửi người ta 100 triệu. Cho nên là cái chuyện đó là cái chuyện mà các bạn phải phải nhớ, là các bạn phải học một cái để các bạn khắc phục những cái tình trạng các bạn biết được. Đó, cho nên các bạn cố gắng, các bạn xem và các bạn tiếp cận nhé. Tại vì thế này, các bạn nghĩ như vậy này: ồ, cái đó nó mới quá, cái đó không biết ai thực hành chưa. Mình nói với các bạn là các bạn sẽ tìm đi, là không có, mình không tìm thấy ai chỉ cho các bạn cái phương pháp này một cách gọi là một cái cách mà có kinh nghiệm như kiểu trải qua như mình đó. Cho nên các bạn cố gắng, các bạn cố gắng tiếp cận nó đi. Có nhiều bạn thì thấy sẽ nghĩ về: à mai mình sẽ bắt đầu. Và các bạn thấy có một cái gì đó nó ngăn ngăn các bạn lại, tức là các bạn nói là: à nếu mà nó hay như thế thì sao mà mọi người không chỉ. Tại vì nếu các bạn là bỏ tiền ra nhé, các bạn bỏ tiền ra các bạn đi trị liệu tâm lý á, thì nhà trị liệu sẽ cho các bạn tiếp cận những cái phương pháp này, mình chắc chắn một điều như vậy. Nhưng các bạn chỉ đi đến bệnh viện thôi ha, các bạn khám và kê đơn không bao giờ có. Cho nên là các bạn hãy cố gắng đi, mình chia sẻ với các bạn không vì mục đích gì cả, chỉ mong những bạn khỏe thôi. Vì mình là một người trong cuộc, mình hiểu cái chuyện đó. Cho nên chỉ mong các bạn khỏe thôi, các bạn ráng học như một môn học mới. Học để làm gì? Để hiểu những cái gì nó đang xảy ra với mình, để quản lý nó thật để tốt hơn ha. Đấy, thì các bạn đừng có chờ đợi, đừng có chờ đợi là có một cái phép màu gì đó, hay là một cái ai đó đưa cho bạn viên thuốc uống khỏi. Không có, sẽ không bao giờ có. Nếu có cái viên thuốc đó mình vẫn sẵn sàng mua 100 triệu để mình uống ha. Đó. Thì các bạn cố gắng tiếp cận với những phương pháp mà mình đã chia sẻ và nắm chắc CBT. Cái CBT là cái cách mà chúng ta nên học, tại vì nó là cái gốc vấn đề, nó làm cho thay đổi cái suy nghĩ của chúng mình để chúng mình quản lý được những cái hiện tượng nó xảy ra trên cơ thể của mình một cách tốt hơn. Đó, đó là điều thứ hai mình chia sẻ. Cái điều thứ ba là các bạn phải thừa nhận những cái gì nó đang xảy ra với mình một cách có hiểu biết. Đấy, chứ không phải là mù mờ nhá, các bạn không có đoán. Tại vì khi mà ai đó gặp những cái vấn đề về tâm lý như này thì cái bộ óc suy diễn rất là kinh khủng và luôn luôn suy nghĩ theo cái điều tiêu cực. Cho nên đừng có đoán cái gì hết á. Nếu các bạn cảm thấy có gì đó không ổn về tim mạch, đúng không, về gan, về bụng, về dạ dày, về cái gì đó đầu óc, tất cả mọi thứ, các bạn hãy đi khám. Đi khám bác sĩ chụp chiếu này kia, đánh giá tình trạng sức khỏe, và không có bệnh thực thể gì cả, thì các bạn hãy cố gắng làm sao để loại trừ những cái suy nghĩ tiêu cực đó đi. Đừng tự suy diễn ra, các bạn không thể giỏi như các bác sĩ được, không? Và cái suy nghĩ của các bạn nó đang chống lại các bạn. Cho các bạn đừng có tự suy diễn ra nhiều quá nhé. Thì cái đấy các bạn phải nắm nắm vấn đề đó. Tức là những cái bạn nào á mà càng hiểu biết á, càng hiểu biết, thì nếu bây giờ các bạn có cái sự ham học á, thì mong các bạn học, gõ lên trên mạng học CBT là cái gì, Happening là cái gì, Ho'oponopono là cái gì ha, EFT là cái gì ha, EMDR là cái gì, Tubeoy là gì, Midline là gì. Các bạn học những cái đó và các bạn áp dụng. Nếu các bạn áp dụng mà thành công thì các bạn chia sẻ lại cho người khác. Đó, đó là những kiến thức chữa lành trong tâm lý và người ta áp dụng rất là nhiều trên thế giới rồi. Các bạn hãy đi tìm những cái đó đi, đừng tìm những cái khác, đừng tìm những cái là mình bị hồi hộp này thì nó là bị cái gì. Tại vì những cái đó bác sĩ đã cho các bạn biết hết rồi, thì các bạn đừng tìm cái triệu chứng nữa, mà tìm cái giải pháp á nhá. Nhớ đi tìm cái giải pháp. Cái giải pháp mới là cái giúp các bạn, chứ không phải là cái triệu chứng. Hay là các bạn đi tâm sự một ai đó
chia sẻ với một ai đó. Ví dụ như là mình nói như các video trước, các bạn có thể tìm thấy trên cơ thể mình á khoảng 50 cái triệu chứng. Thì hôm nay các bạn sẽ bị cái này, mai các bạn bị cái kia, các bạn có thể chia sẻ như vậy, chia sẻ vài năm cũng không hết. Tại vì á, nó hết cái này nó sang cái khác. Nhưng mà chỉ có một cái thôi, là khi các bạn áp dụng các giải pháp vào thì nó sẽ hết một cách hết, hoàn toàn tất cả mọi thứ. Vì các bạn quản lý được nó, các bạn nhận ra nó, các bạn hiểu biết nó. Đấy, thì mọi thứ sẽ ổn. Đấy, cho nên là mong các bạn hãy đi theo con đường của sự hiểu biết, tìm tòi những cái gì giải pháp ấy. Đừng bao giờ tìm những cái mà các bạn tự suy diễn ra nữa ha. Đừng tìm những cái đó. Đó. Và các bạn hãy, khi các bạn áp dụng ấy, thì các bạn nhớ là phải thừa nhận những cái gì mình đạt được. Vì đó là minh chứng cho sự hiểu biết, minh chứng cho sự thực hành, minh chứng cho tất cả những cái gì mà các bạn thành công. Thì các bạn phải ghi nhớ nó. À, và các bạn phải kiên trì, kiên trì, kiên trì, kiên trì, phải kiên trì thôi, không còn cách nào khác. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn những cái thế này. Ví dụ như này, bây giờ mình làm cách nào? Thì ví dụ như buổi sáng các bạn thức dậy ha, có một cái phương pháp gọi là morning pay. Tức là khi các bạn thức dậy vào một buổi sáng, đối với những người nhiều suy nghĩ, nhiều lo lắng á, thì các bạn thức dậy hãy dành 5 phút, 10 phút viết ra, viết ra, viết ra tất cả những cái suy nghĩ của mình, những cái lo lắng của mình, những cái giấc mơ của mình, những cái gì mà nó lăn tăn trong đầu các bạn á, các bạn viết nó ra. Viết nó ra để làm gì? Viết nó ra để các bạn giải phóng những cái suy nghĩ đó ra ngoài. Đó, đừng mang nó trong đầu nữa. Đó là một cách các bạn tâm sự với chính mình. Đó. Vì á, các bạn khi các bạn tâm sự được với chính mình á, thì tự dưng các bạn sẽ thấy là các bạn có một cái người đồng hành. À, và cái đồng hành của là cái những cái trang giấy thôi. Cho nên mình cũng giống như các bạn ạ. Mình nói cho các bạn, mình chia sẻ cho các bạn là mình đã thực hành. Mình viết rất là nhiều, mình viết nhiều lắm. Mỗi ngày lên là mình viết đấy, mình mua một cái sấp giấy này này về này. Mỗi ngày mình dậy cái là việc đầu tiên mình viết. Thì mình viết ra được ấy, thì trong ngày mình không nghĩ về cái đó nữa. À, đấy, đó là một cái là morning pay nhá. Các bạn có thể search trên mạng tiếp tục là phương pháp morning pay. À. Thứ hai nữa, các bạn phải ghi có một cái tờ giấy, các bạn ghi lại những thành tích mà các bạn đạt được. Ví dụ ngày hôm nay các bạn thức dậy, các bạn sẽ đánh giá xem ngày hôm nay mình thức dậy mức cái trạng thái, cả cảm xúc của mình nó đang ở mức mấy. Ví dụ như là hôm nay các bạn dậy, các bạn không cần phải ghi là các bạn mệt hay là các bạn đau đầu đau chân, thì cái đó là ở morning pay rồi. Nhưng mà cái trạng thái cảm xúc ấy, các bạn chỉ cần đánh số từ 1 tới 10, xong các bạn ghi vào đó. Ví dụ các bạn ở nước 2 thì bạn gạch 2. Ví dụ như ngày 30 tháng 10, đúng không? À, đây là cây cột của trạng thái cảm xúc 2, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Thì các bạn sẽ phải đo lường được cái đó và các bạn ghi lại những thành tích của các bạn. Tại vì á, cái thành tích đó nó rất là quan trọng nha. Thực ra là nó là một cái mà để áp dụng cho rất nhiều thứ. Ví dụ như các bạn đang gặp những cái triệu chứng này, các bạn làm như vậy là gì? Để động viên mình, để động viên mình. Và trong các công việc khác các bạn cũng có thể áp dụng như thế. Và những cái này là có thể áp dụng cho tới khi các bạn hết những cái triệu chứng này, các bạn hồi phục lại, các bạn vẫn nên áp dụng. Tại vì nó rất là tốt, nó rất là tốt cho các bạn trong cái con đường sự nghiệp của các bạn nữa, trong cuộc sống của các bạn nữa nhé. Đó. Tiếp theo là cái thứ ba là các bạn học cách hưởng thụ mọi thứ một cách trọn vẹn. Học cách hưởng thụ mọi thứ một cách trọn vẹn. Tức là thế nào? Khi các bạn ăn á, ví dụ như các bạn ăn nhé, thì các bạn hãy tập trung các bạn ăn. Đừng vừa ăn vừa bấm điện thoại, đừng vừa ăn vừa làm cái gì đó, đừng vừa ăn vừa suy nghĩ. Hãy tập trung vào ăn. Đó, ăn. Ngồi nhai, nhai thật kỹ vào. Các bạn nhai kỹ vào là cái dạ dày của các bạn nó tốt, nó không bị trào ngược nữa ha. Nhai kỹ. Đó, ăn thì tập trung vào ăn. Ngắm cảnh á, thì tập trung vào ngắm cảnh. Chứ đừng vừa ngắm cảnh mà lại vừa cầm cái điện thoại về thì ngắm làm sao được ha? Làm gì phải trọn vẹn hết ấy. Đối diện với ai đó, ngồi với ai đó, nghe một câu chuyện gì đó cũng phải trọn vẹn vào. Tức là các bạn phải để trong đầu các bạn này, hôm nay mình sẽ dành khoảng thời gian này để làm cái việc gì đó, và mình làm nó một cách trọn vẹn. Đó. Thế nên là ví dụ như có một cái buổi gì đó các bạn sẽ phải gặp gỡ này kia, thì các bạn phải hưởng thụ nó một cách trọn vẹn, trân trọng nó. Đấy. Tiếp theo, cái thứ tư này là cái mà ai cũng cần, đúng không? Ai cũng cần hết, nhưng mà mình còn cần hơn. Tại vì á, mình
mình đang có trong quá trình phục hồi mà, nên các bạn phải cân. Ví dụ như ăn uống làm sao điều độ, tức là đừng có bữa đực bữa cái ha, rồi đừng có ăn uống lệch giờ quá, đói quá thì ăn xong rồi thế này thế kia, đúng không? Ăn uống điều độ đúng giờ. Nghỉ ngơi cũng đúng giờ, đừng có hôm nay thấy khỏe quá hứng quá rồi thức cho đến khuya, hay là thức quá giờ đi, hay làm một cái gì đó quá mức. Hãy điều tiết lại, nghỉ ngơi và làm việc. Làm việc thì các bạn sao? Có bạn nào, có nhiều bạn vẫn vẫn chưa làm việc được, nhưng mà ví dụ như mình nhá, mình đi làm việc rồi thì mình chia nhỏ công việc ra. Ví dụ như sáng mình làm cái gì đó mệt nghỉ, mệt nghỉ đó, xong chia nhỏ ra và thư giãn xen kẽ. Ví dụ như mình ngồi máy tính, ví dụ mình ngồi máy tính mình làm việc 30 phút, 30 phút các bạn có thể down những cái app mà nó sẽ nhắc mình ấy. 30 phút các bạn đứng dậy, nó gõ chuông keng, các bạn đứng dậy, các bạn vận động này kia các kiểu đi ha, tập heavening, hoponopono hay là cái gì gì đi ha, rồi rồi các bạn sẽ thư giãn, nó có thể là đi ra ngoài ngắm cảnh, hít thở gì đó đó. Thì đó là tất cả những cái các bạn nên làm, nhé, các bạn nên làm. Và mình mong lắm, mình mong cho các bạn được 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 khỏe lắm. Tại vì á, mình chia sẻ với các bạn đây nhé, không vì mục đích gì cả, mình chỉ là những người trong cuộc đấy, và mình nói là mình đồng hành của các bạn, và mình nói với các bạn là mình phục hồi, mình là một người phục hồi, mình áp dụng, mình thấy nó hay quá là mình chia sẻ. Mình đã thực phục hồi được 85% rồi, 90% rồi đó. Thì tất cả những cái đó là những cái mình đã trải qua, mình đã thực hành. Và các bạn thấy là những cái clip trước mình nói về cái việc mình đọc sách, mình đọc rất nhiều sách để mình tìm ra cái con đường này, và các bạn có thể tìm thấy ở trên Google, ở các trang nước ngoài, để các bạn tìm thấy, các bạn chịu khó, các bạn muốn tìm hiểu thì các bạn cứ tìm hiểu thêm và các bạn áp dụng nó. Và các bạn phải kiên trì, đừng bao giờ đặt câu hỏi ra là khi nào nó khỏi, đừng bao giờ. Tại vì á, cái việc mà khi nào nó khỏi á, là phụ thuộc vào những gì bạn làm ha, những gì bạn làm, quá trình bạn làm, chứ không phải là các bạn nói là khi nào khỏi. Bây giờ mình sẽ hỏi bây giờ một cái việc gì đó đi, các bạn làm ăn thì các bạn nói là nó có thành công hay không, khi nào nó thành công, làm sao ai biết được, nó phụ thuộc rất nhiều vào cái hành động của các bạn đó, hay là bất cứ một cái gì ở tương lai, không ai biết hết, không ai biết trước tương lai nó như thế nào hết đó. Cho nên là các bạn đừng hỏi những câu hỏi đó ha. Hãy cứ cố gắng làm tốt những cái gì các bạn đang làm từng ngày từng ngày từng ngày từng ngày một đấy. Còn nếu mà ai mà biết được, ví dụ như làm cái này làm cái kia khỏi á, thì mình xung phong đầu tiên đi tới người đó. Ví dụ như họ nói 100 triệu là mình sẽ sẵn sàng đưa 100 triệu để mình có được cái sự phục hồi ngay lập tức. Vì mình là một người khao khát khỏe mạnh. Mình là một người khao khát để làm nhiều việc nữa. Mình có nhiều việc lắm, mình có nhiều dự tính lắm. Đấy. Cho nên á, và nếu mà ai mà khẳng định được là tôi sẽ làm cho anh khỏi trong vòng 1 tháng 2 tháng á, thì mình nghĩ cái người đó là sẽ giàu cực nhanh. Tại vì rất nhiều người giống mình có thể bỏ ra 100 triệu, 200 triệu, hoặc là có một người như em mình kể đấy, bỏ ra 1 tỷ để khỏi ngay, không làm được đấy. Cho nên các bạn phải cố gắng, đừng bao giờ hỏi những câu đó. Hãy hỏi mình là hôm nay mình đã làm tốt cái việc của mình chưa đấy. Hôm nay mình đã nhớ CPT chưa, hôm nay mình đã tập Happening chưa, hôm nay mình đã thể dục chưa, hôm nay mình đã ăn uống điều độ chưa đó, hôm nay mình đã làm tất cả những cái gì để mình tốt lên chưa. Và câu trả lời sự hồi phục đó nằm ở phía sau hành động của các bạn, chứ không phải là ai đó trả lời cho được cho các bạn đâu nhé. Cho nên là mong các bạn là cố gắng, các bạn phải cố gắng và có niềm tin, phải có khao khát khỏe mạnh, phải có động lực để vươn lên, để vượt qua, để hồi phục. Và mình đã nói với các bạn là mình hứa sẽ đồng hành cùng các bạn, nhưng mình chỉ đồng hành với những ai cố gắng. Cho nên là những ai mà liên lạc với mình đều hỗ trợ hết, nhưng mà các bạn phải nắm rõ những cái gì mình chia sẻ, tại vì mình chỉ biết những cái mình chia sẻ thôi. Mà bây giờ các bạn không 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 có nắm vững, mình hỏi các bạn thì các bạn lại kêu mình không biết, thì mình chia sẻ làm sao được, đúng không? Đó, cho nên là mong các bạn hãy cố gắng lên đó. Tất cả các bạn có thể đọc hết các comment mà những người mà họ đã thực sự khao khát khỏe mạnh, họ đã cảm nhận được những cái gì mà họ đã thực hành
ở comment ấy nhiều lắm, nhiều người đạt được kết quả tốt lắm, thực sự là như vậy. Cho nên mình mong những cái bạn mới cũng sẽ thực tập như những bạn đó, tại vì sau này á, mình sẽ để cho những cái bạn mà đã phục hồi tốt, các bạn chia sẻ lại cho những bạn mới, và mình mong là chúng mình cứ giúp nhau vậy đó, lan tỏa từ 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 như vậy đó ha. À, với hôm nay có một cái này nữa là sách ha. À, Sài Gòn cũng cũng hơi ổn rồi, tức là các tiệm photo nó cũng cho photo rồi, cho nên là bạn nào cần cuốn sách nào ha thì các bạn hãy nhắn tin cho mình. Nhắn tin cho mình thì bây giờ thế này, mình sẽ để một cái đường link, một cái nhóm Zalo là chỉ có sách thôi ha. Thì bây giờ mình sẽ photo cho 10 bạn thôi và mình không lấy tiền, mình tặng tặng các bạn ấy, các bạn chỉ trả tiền ship thôi ha. Những cái cuốn sách đó, nhưng mà thế này, cái bạn nào nhận được á thì photo cho các bạn còn lại ha. Các bạn không mất tiền thì các bạn photo cho những bạn còn lại và nó sẽ lan truyền được rộng. Thì cứ dần 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 vậy thì mình sẽ có một cái group sách, chỉ có sách thôi. Thì bạn nào đọc được cái gì hay và muốn tặng sách cho ai đó hay chia sẻ gì đó thì các bạn phải cùng mình làm. Đó. Mình tặng cho các bạn thì các bạn lại tặng cho các bạn khác. Thì như vậy á thì nó sẽ tạo ra được một cái dòng chảy liên tục ha. Cho nên là cái clip này nó dài nhưng các bạn ráng xem hết rồi các bạn chia sẻ cho mọi người. Đấy, hôm nay thì tại ngày cuối tuần cho nên mình cũng làm cái video này chia sẻ đến các bạn, mong các bạn khỏe và chúng ta đồng hành cùng nhau ha. Chúng ta đồng hành cùng nhau. Cảm ơn các bạn. Hãy chia sẻ những video của mình cho những người đang gặp những hoàn cảnh này. Chào các bạn.